mình và Bim Bim xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình với lại Bim Bim lại tiếp tục ăn cái món mà Bim Bim rất là thích luôn. Cái đó là món chim chép các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm món chim chép nướng mỡ hành để chiêu đãi bé Bim Bim của mình các bạn. Để dỗ béo đó. Đó. Các bạn thấy nó màu lớn không? Cái gà nó cũng khá là mập nên mình cho nó ăn chim chép rồi cho nó ốm lại bớt chứ. Thôi bây giờ mình sẽ đi làm ha. Hôm nay đãi cái món mày thích rồi cái Bim Bim phái lắm các bạn ơi, nghe cái món hến cái là phái lắm. Đó, giờ để tao đi làm cho mày ăn nha. Ôi, mấy bạn ơi, mà cái lỗ của mình giờ nó cũng sắp tàn rồi, mình sẽ để mấy con chen chen rồi luôn các bạn. Mình sẽ để lên mình nướng luôn nha. Rồi nó hở miệng ra thì mình sẽ chét mỡ hành lên. Rồi nó sẽ tự động hở miệng ra. Mình để cái lửa nó ngọn như vậy nè các bạn. Để hồi cho cái con chen chen này nó mau mở miệng hơn. Rồi. Mình để dành mấy con bự luôn à. Để mình nướng đó nè, còn mấy con nhỏ thì hôm bữa mình bắt thì mình ăn trước hết rồi. Trời ơi, nó hở miệng nữa bạn. Trời ơi, sẽ để vô hết luôn nha mấy bạn. Quá trời khó luôn. Mình thì thích ăn đồ nướng đó, nhưng mà có cái là nó hơi cực á, bốc lửa nó bắt đầu xịt khói rồi. Giờ chắc mình phải nướng hai lần quá các bạn ơi. Sợ nướng một lần nó không kịp. Bây giờ mới có mấy con nó hả miệng nha. Mình sẽ banh ra như thế này luôn nha. Nó đã banh miệng như thế này rồi các bạn. Mình sẽ tét nó ra luôn. Thì già khá là nóng đó. Bập lù luôn các bạn. Đây mình sẽ chét mỡ hành luôn các bạn. Đây mình sẽ tét ra hết rồi, hồi mình sẽ nhúi mỡ hành lên. Đây mấy bạn ơi, có mấy con nó đã hở miệng, mình tách cái vỏ phía cái mai ngoài kia xong rồi. Giờ mình sẽ thấy cái con nào mở miệng mình sẽ bỏ cái mỡ hành vô trước kia các bạn. Đây. Tại vì mình sợ nhiều quá mình tách hết đó, mấy con. Cái con mà chín đầu tiên nó sẽ khô quá các bạn. Nên là cho mình để mấy con này trước. Con nào chín thì mình sẽ đem ra trước. Đây. Khá là hấp dẫn đó à. Sao nghi ngút.
cái mâm cái này là gì, chim chip nướng của mình nó đã xong rồi các bạn. Do là hồi nãy mình hết mỡ hành á, còn mấy con này mình nướng mọi luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ chấm với lại nước mắm chua ngọt. Đây có ớt trong đây nữa các bạn. Đây ớt là mình bầm sẵn á. Bây giờ mình sẽ cho Bim Bim ăn trước các bạn. Bởi vì đây là cái món khoái khẩu của con Bim Bim. Đây. Giờ Bim Bim để cho Bim Bim thưởng thức cái con mà nó cũng có mỡ hành đó rồi, nhưng mà hơi ít. Đây đây. Từ từ. Tại lúc này Bim Bim nó hơi mập các bạn. Mình phải cho nó ăn đó, tròn rồi. Nó hơi mập nên là mình cho nó ăn ít dầu mỡ thôi. Từ từ. Rồi, mẹ ăn rồi phải không? Giờ tới mình sẽ thưởng thức các bạn. Đây. Xin mời tất cả các bạn một con chim chép nướng mỡ hành nha. Đây. Rồi mình sẽ gỡ ra. Chấm với nước mắm chua ngọt. Đó. Xin mời tất cả các bạn một miếng chim chép nướng mỡ hành nha. Hai miếng ra nè. Mình đút bạn ạ. Rồi mình ăn giùm cho. Dài dầm. Ê, từ từ mày. Không miếng hay cho ăn. Không miếng hay cho ăn. Ui da, không gì vừa thôi. Nè, cho miếng nè. Ê, chua chua. Cái này nó hơi dính á. Ngon không? Dính rồi, trời ơi, ăn rớt nó không nội. Đó. Ê, cẩn thận té giờ. Cái này dính mà có mỡ hành nó không ăn lạ. Mình lấy cái này hơi mỡ hành nhiều á. Nó không ăn. Ăn cái không gì nè. Nó phải ăn cái không gì nè. Đó. Nó phải ăn không vậy thôi. Nó phải ăn mỡ hành rồi. Từ từ. Bây giờ mình sẽ ăn thêm một miếng nữa các bạn. Nó làm dơ tay mình hết rồi. Đây. Xin mời tất cả các bạn nha. Nó ngọt các bạn. Mỡ hành thấy rất là thơm luôn. Rất là thơm ngọt lắm. Tại em này mình giọng mình bắt mấy ngày rồi, mình giọng cũng khá là lâu nên là rất là sạch luôn. Nó hơi đốn quá bạn. Ê từ từ Bim Bim, không muốn ăn dữ lắm rồi. Món khoái khẩu mà gặp món khoái khẩu. Ôi có bà ăn kìa, văng nước văng xá gì từ lưa. Đó, được rồi, từ từ để mình cho nó ăn no á bạn. Đó, cho ăn no rồi. Đó. Có bà ăn được. Trời ơi, bả là fan cuồng của hến với lại chim chép các bạn. Đó cho bả ăn coi kìa, thấy thương không, ăn rớt luôn rồi nè. Từ từ đây nè, ăn không kịp nuốt luôn, ăn không kịp nuốt mà tới nỗi mà rớt luôn các bạn. Rồi được rồi, được rồi, đến hồi tôi. Từ từ mày, có bả kìa, bả ăn rồi mà bả không muốn cho ai ăn hết trơn á. Bây giờ mình sẽ chấm một miếng nha các bạn. À, xin mời tất cả các bạn một miếng nha. Một miếng chim chép nướng mỡ hành. Đó. Từ từ, té giờ đó. 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 Nó có tội ham ăn. Ham ăn lắm. Không muốn cho ai ăn hết á. Có ham ăn lắm. Rồi. Để mình sẽ ăn vài con nữa không? Buồn hả? Giận rồi. Bả giận rồi. Tự giận tự làm lành luôn. Nó quay qua định chuẩn bị hung cái gì. Chuẩn bị hung cái gì? Đó, nhép là đúng rồi đó các bạn. Chuẩn bị hung cái gì? Đó. Đúng không? Nhép nhép nè. Từ từ, từ từ. Theo lên. Đó. Mấy nữa là té giặt mặt rồi. Bà ăn cái. Thôi. Đó rồi. Đó. Còn bả ham ăn ghê luôn á. Chưa thấy dịch nào ham ăn như dịch này á đâu. Chưa thấy con nào mà ham ăn như con Bim Bim. Thôi. Nè, thôi họ khỏi rồi, họ ăn không sẵn cơ ăn đâu. Từ từ nha. Từ từ, anh ta nói từ từ à, ai mà ăn hết đâu đó, đó cho cái tội ham ăn vậy đó, đó vinh lên, đây, đó cho cái tội ham ăn đó, bắt lên, cái tội ham ăn là vậy không đó, nè, cho chấm một miếng muối ớt, ở lại một miếng nước chấm nha. Đó đó, cái gì không biết nữa hà, ham ăn vậy đó, cái tội ham ăn hút uống vậy đó nè. Đó, cái tội ham ăn đó. Đó, chưa thấy con vịt nào mà ham ăn như con vịt này. Đấy, phê chưa, đã chưa.
Đây, giờ mình sẽ ăn con nữa nè. Đây, một con cún cùi. Xin mời tất cả các bạn nha, ăn đi. Ai cho mày ăn hả? Ai cho ăn? Ai cho ăn? Nhìn mọi người. Nhìn đây, nhìn miệng đây. À, thấy tỏi quá chân miếng nữa nè. Rồi tội nghiệp bạn ơi, muốn khoái khẩu của nó. Không kịp nhai luôn, nuốt trọng luôn. Quá xá là con Bim Bim ngày hôm nay các bạn ơi. Và chắc mình với lại Bim Bim xin kết thúc clip ngày hôm nay tại đây luôn các bạn. Các bạn nào thấy clip của mình và Bim Bim hay, đừng quên để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình với lại Bim Bim nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip tiếp theo của mình. Bye bye.